anh chị em, cô chú bác, anh chị em nào mà đang là giáo viên á thì hãy chớp lấy cái cơ hội này nha. Đây trước mắt cô chú bác anh chị em đang là chiếc dòng xe Evo 200 của VinFast. Đây là một trong những cái mẫu xe mà phải nói là giá hiện tại là hủy diệt thị trường. Có nghĩa là với một cái mức giá mà cho giáo viên là 13 triệu rưỡi, giảm từ 22 triệu xuống còn 13 triệu rưỡi thì không có một chiếc xe nào trên thị trường có thể gọi là so sánh được luôn đó các bạn. Ngay cả những cái dòng xe Trung Quốc họ bán nổi tiếng là phá giá với lại giá nó rất là thấp luôn. Nhưng mà không thể nào mà bị kịp với lại cái chất lượng của dòng xe VinFast mà đang bán với giá 13 triệu ha. Đây, đây là những cái thiết bị bên trong của xe này ha, khung sườn, chén cổ. Đó, quay chậm cho cô chú bác chị em xem ha. Ổ khóa rất là đàng hoàng ha. Đây là thiết bị kết nối định vị 4G. Đây là cái DC-DC, nhìn rất là chuẩn chỉ luôn ha. Rồi kèn ha. Đây có một cái CB dự phòng. Khi nào mà thấy hư xe hay là mở xe không được thì mới kiểm tra mở ra. Nếu mà có cháy CB thì có một cái CB dự phòng để cho cô chú bác chị em thay luôn ha. Đó, dàn nhựa nè. Bát biết gì cứng ngắc, liền lẹt. Nhựa rất cứng nha. Nhựa xe này rất cứng ha. Hưng gặp rất là nhiều trường hợp mấy chị á, mấy chị đi xe này nè, ngã luôn á, té ngã ngang luôn á mà nhựa nó không có bể nha. Nó chỉ chày thôi. Đó. Rất cứng. Thì nó cứng như thế này thì anh chị em thì nói chung là không có khuyên té nha, nhưng mà té thì nó cũng không đến nỗi bể đâu. Đó. Rồi, ok, đây là chiếc xe xứng đáng nhất trong tầm giá ha. Đặc biệt là nó có một cái khóa pin như thế này nữa. Khóa pin ESP. Hai lớp bảo vệ nha. Một cái vỉ sắt rất là dày có 2-3 ly. Và thêm một cái gang đúc ở dưới nữa, cái nguyên cái sàn đó, cái này nó thành cái khung sườn của xe luôn nè. Mới tới pin, pin nằm bên trong. Thì cái này nó làm theo cái công nghệ gọi là mình đoán thôi nha, chỉ đoán không biết có chính xác không. Gọi là body to chassis này nọ đổi kiểu C2C, có nghĩa là cái khối pin nó trở thành cái khung sườn. Cái công nghệ này trên ô tô nha các bạn ha. Cái khối pin đó, nguyên cái khối pin nó trở thành một cái khung sườn của chiếc xe luôn, và pin nó nằm ở bên trong luôn, nó trở thành một cái cục pin luôn đó. Cái công nghệ này trên ô tô cũng có, và hiện tại là chiếc xe chỉ có 13 triệu rưỡi thôi các bạn, xe điện của VinFast ha, mà nó đã được áp dụng cái công nghệ như thế này rồi thì các bạn biết cái xe này nó xứng đáng đến cỡ nào ha. Rồi ok, nhanh tay lượm xe các bạn ơi, có gì không biết alo hơn 0903012010. Chốt điêu.